Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xác định việc hạ bạch trong đồng thị việc. Thì cái video trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn về việc trung bạch. Thì việc trung bạch và việc hạ bạch thì nằm ở trong rãnh của đốt bàn ngón 4-5. Đây các bạn, đốt bàn ngón 5. Thì cái cách xác định của việc hạ bạch như nào thì từ trung bạch đo lên một thốn thì đó là việc hạ bạch. Hay một cách khác, tôi cũng chia sẻ với bạn, các bạn vuốt dọc từ việc trung bạch đến huyệt hạ bạch, điểm lõm ở đâu thì chính là huyệt ở đó, hoặc là vuốt ngược từ khe đốt này lên rơi vào lõm thì nó chính là huyệt. Đấy, em áp vào xem nào, có đây rất chuẩn luôn, đúng vào nhìn thấy điểm đỏ luôn. Đấy, rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành sát khuẩn và châm huyệt hạ bạch. Hạ bạch này thì nó có tác dụng tương tự như trung bạch này, có tác dụng là chữa về đau thây thần kinh tọa, đau thắt lưng hoặc đau các về phần chi dưới. Thì các bạn chú ý châm chúng ta cũng tách ra, tẽ ra để tránh hiện tượng chúng ta đâm vào màng xương. Các bạn chú ý tôi sẽ tiến hành châm này. Đấy, tức đúng không? Các bạn châm sâu từ 1 đến 1,5 thốn này. Đây là 2 việc. Đấy, các bạn chú ý. Tôi xin hết.